mọi người, lại là Linh đây. Mình chuẩn bị sao đi sao nhập ngũ mọi người ạ. Trời ơi, tôi cảm thấy rất là hồi hộp. Nguyên một tuần nay mình không ngủ được các bạn ạ. Mình kiểu mất ăn mất ngủ. Trời ơi, hôm nay là ngày 11. Thì ngày mai là mình sẽ bay ra Nha Trang để mình đi sao nhập ngũ rồi. Nhưng mà cái clip này thì chắc là lâu nữa mình mới đăng. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay trước cho mọi người là tại vì năm nay cái năm mà mình tham gia ấy, thì sẽ không được như mọi năm nữa. Tức là như mọi năm thì mọi người sẽ vào đấy, mọi người làm quen rồi mọi người được hướng dẫn này nọ các thứ. Nhưng mà năm nay bọn mình thì sẽ phải là học những cái cơ bản trước ở nhà luôn, để khi mà bước vào cái môi trường quân đội ấy, thì bọn mình đã là một quân nhân rất là kiểu thành thạo mọi việc rồi. Cho nên là hôm nay mình sẽ quay clip với quy trình mình luyện tập một vài những cái skill để trở nên thành thục hơn trong quân đội. Đầu tiên đấy là chính là việc gấp chăn màn. Let's go. Trời ơi, tao nói thì thôi cũng được. Cái nó cũng không phải là một chuyện quá là khó, nhưng mà để gấp mà nó phẳng phiu mà nó vuông thành góc cạnh rồi nó nhanh thao tác gọi là 1 phút 30 giây thì mình nghĩ là khó. Vào việc luôn nhá, bấm giờ em. Đây là cái màn mà các bạn đã chuẩn bị sẵn. Ok, bấm giờ đây. Trời ơi, nó để cái này cao quá. Một buổi sáng nếu mà ngủ dậy mà không vội vàng gì á thì mình nghĩ là mình sẽ có 5-10 phút cho cái việc gấp chăn gấp màn này. Ngày xưa đi học quân sự ta nói tôi cũng hơi bị bro cái khoản gấp chăn gấp màn đấy các bạn ạ. Đã lâu rồi mình không có lại mấy cái cảm giác này. Từ lâu rồi không ngủ màn các bạn ạ. Cũng lằng nhằng đây. Phải không trời? Thấy nó sai sai bước nào mọi người ơi, hay là do cái màn này, cái màn này mình cảm giác nó to hơn cái màn trong quân đội, thật sự là nó to hơn đấy mọi người ạ. Trời ơi, sao gấp nó lại ra hình vuông ta? Nó phải ra hình gì chứ? Nó phải ra hình gì chứ nhỉ? Hình chữ nhật. Nó phải ra hình chữ nhật chứ sao nó lại ra hình vuông nhỉ? Cái chăn này nó không giống cái form chăn ở trong quân đội. Nhưng mà từ từ để mình tư duy. Làm nào để ra hình chữ nhật trời. Thank you.
Cái này phải bé lại nữa hả? Cái màn này nó to quá. Mẹ ơi, cái này nó không có giống hồi tao đi học mẹ ơi. Vuông chưa trời. Ê, hồi xưa tao đi học á, tao gặp cái chăn nó vuông thành góc cạnh lắm nè. Tất nói cái này nó không có đúng với sai, cho nên nó khó. Nhưng mà rồi, xong 5 phút 13 giây hả? 5 phút 13 giây là do mình còn kiểu phải suy nghĩ, rồi mình còn phải đắn đo, rồi còn mình còn phải kiểu điều chỉnh lại cho nó sao nó vừa vừa với cái size này. Nhưng mình nghĩ nếu mà vào trong quân đội, cái chăn và cái màn nó đúng theo như cái form đấy thôi, thì mình chỉ nghĩ chỉ mình chỉ mất 2 phút, 3 phút. Nó không không được mỹ mãn lắm nhưng mà ok đó à. Rồi, sau mình nghĩ là để mà vào trong quân đội thì gập chăn gập màn không phải là một cái quá khó với mình. Giặt quần áo hay là tác phong dậy sớm thì cũng không phải là quá khó với mình. Điều gì mà mày nghĩ là tao vào trong quân đội tao sẽ không làm được hả Đạt? Ok. Ok, mình đã hoàn thành xong thử thách gập chăn gập màn. Thì mình tự đánh giá là nếu vào trong quân đội thì mình cũng sẽ được phải tầm 6-7 điểm. Cái gặp chấp gần màn 90 điểm thì hơi khó, nhưng mà 6-7 điểm thì mình nghĩ là được. Ok, let's go, đi sao nhập ngũ thôi.